Quăng lưới bắt cá. Mùa này cá chấm cắt thịt quá bà con nhỉ. Phải đấy, tranh thủ mùa, chúng ta phải tranh thủ kiếm đủ số cá phơi khô. Còn để dành nữa, chúng ta sẽ không còn lo đói nữa. Thủy triều đã lên, chúng ta về làng thôi. Dạ bẩm Long Vương, dạo gần đây không biết bao nhiêu long tử long tôn dưới long cung này đều bị sát hại bởi những người ngư dân. Càng ngày kỹ thuật đánh bắt của họ càng giỏi hơn. Lão quá, mặt biển là của ta, thần dân là của ta, bắt cá sao không xin phép ta chứ? Nếu để chuyện này tái diễn, e rằng chúng ta sẽ bị tổn thất rất nhiều. Chi bằng ngay từ đầu chúng ta cấm chúng không được đánh bắt cá ở biển nữa, thưa Long Vương. Đúng vậy, hãy đem quân theo ta đến làng chài đó ngay. Không biết có chuyện gì xảy ra vậy? Dòng tố lớn quá. Người Trần các người to gan, sao dám đánh bắt ở biển mà không xin phép ta? Làm bao thần dân của ta đã bỏ mạng. Thưa Long Vương, chúng tôi ngày nào cũng đều cảm tạ ngài đem lại thức ăn cứu đói cho chúng tôi. Chúng tôi vẫn dâng lễ vật cúng lễ hàng năm. Chỉ bằng mấy món lễ vật nhỏ mọn đó mà các ngươi được cái quyền giết hại thần dân của ta sao? Thưa ngài, đó là quy luật sinh tồn. Chúng tôi phải đánh bắt cá mới có thức ăn để tồn tại. Chúng tôi chỉ đánh bắt theo mùa, không bao giờ làm hại những cá còn nhỏ. Hơn nữa, cá ngoài biển cả rất nhiều và chúng còn sinh sôi nữa. Không được nói nhiều, nói chung là các ngươi không được phép bắt cá ở biển nữa. Xin Long Vương suy nghĩ lại, nếu không có cá, chúng tôi không thể sống qua ngày. Mặt biển là nơi chúng tôi mưu sinh. Sự sống của các người không liên quan gì đến ta. Từ nay, ta không cho phép các người đánh bắt cá ở biển nữa. Được, không được bắt thì chúng tôi sẽ không bắt cá nữa. Nhưng lúc đó cá sinh sôi quá nhiều, thức ăn ở thủy tộc không đủ sẽ gây bạo loạn. Còn chúng tôi sẽ không có gì ăn, chúng tôi sẽ uống nước. Rồi đến đời con cháu chúng tôi sẽ uống cạn mặt biển này. Cả thủy tộc sẽ chết khô hết cả. Nếu chúng ta kiên quyết không cho chúng đánh bắt cá, e rằng sẽ gây thù chuốc oán với những người Trần, rồi sẽ sinh bạo loạn. Chi bằng trước mắt ngài hãy đồng ý nhượng bộ, nhưng chúng ta sẽ làm khó chúng. Chỉ cần bọn họ không uống cạn nước sông thì cho bọn họ bắt cá, nhưng không được phép dùng tay bắt. Bọn họ không dùng tay thì sẽ không bắt được cá. Như vậy sẽ bảo vệ được Long Tử Long Tôn, lại bảo toàn tính mạng của Long Quân. Để bọn họ đứng nhìn nước sông mà không làm được gì, như thế thì tốt biết mấy. Thôi được, nể tình các ngươi, ta sẽ cho các ngươi đánh bắt cá ở đây, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì vậy ạ? Các ngươi phải tuân thủ quy tắc này, đó là không được dùng tay bắt cá. Nếu các ngươi đồng ý, xem như quyết định như vậy, về sau hai bên đều không được đổi ý. Tay không bắt cá ư? Điều kiện vậy khá gì làm khó chúng ta. Thật là ép người quá đáng. Cũng không còn cách nào khác, chúng tôi đồng ý. Đã mấy ngày rồi, chúng ta không có cách nào bắt được cá. Cứ thế này chúng ta sẽ chết đói mất thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó thôi. Ông ơi, ông nhìn xem, nó ẩn nấp kìa. Con đang xem gì thế? Mọi người, tôi có ý này, chúng ta thử xem sao. Tên Sa, cháu lên rừng tìm một ít dây leo về cho mọi người làm dây thừng. Hãy bắt chước cách nhện kết lưới, làm thành một mạng lưới thô ráp. Để làm gì vậy thưa ông? Chúng ta hãy thử làm một chiếc lưới bắt cá, giống như cái lưới nhện kia. Một ý kiến hay đấy, chúng ta hãy thử xem. Cháu nghĩ là mình nên đặt hai cây gỗ, cột thành chữ thập ở dưới, buộc một cây gậy dài ở chính giữa, để mình tiện giữ nó khi đánh bắt một mình. Được, vậy chúng ta hãy phân công nhau ra làm thử xem sao.
cứ xem sao sống mưu sinh của chúng ta sau này phụ thuộc vào nó. Thật là tuyệt, so với bắt cá bằng tay chiếc lưới này bắt cá dễ dàng hơn nhiều. Đúng vậy, nó còn bắt được nhiều hơn hẳn nữa. Còn chiếc lưới này cũng rất tiện lợi nữa. Chúng ta thắng rồi, từ nay không thể cấm chúng ta mưu sinh trên biển nữa. Thưa Long Vương, loài người đã nghĩ ra một loại lưới bắt cá còn lợi hại hơn cả khi xưa bọn họ bắt bằng tay. Tất cả là tại người ngang ngược cả. Nếu cứ để mặc chúng như ban đầu, có phải bây giờ không phải lo chúng đang tàn sát thủy tộc ta không? Kể từ đó, loài người vẫn dùng lưới bắt cá cho đến ngày nay. Còn Long Vương đứng ngồi không yên, lo lắng nên mắt ngài lồi ra như bây giờ. Riêng con rùa trên thân có màu đen, chính là khi xưa bị Long Vương hất bình mực vào người nó. Sống lại một ngày. Ăn sáng đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đó. Mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi nhé, con đi làm luôn. Em chào anh ạ. Ừ, chào em nhé. Hôm nay em mặc chiếc váy xinh quá. Alo, mẹ à. Tối nay con có về ăn cơm không? Mẹ đi chợ rồi, toàn những món con thích đấy. Hôm nay con phải đi gặp gỡ mấy đứa bạn, chắc sẽ về muộn. Mẹ cứ ăn cơm đi ạ. Vâng, con chào mẹ. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Sao uống nhiều thế này hả con? Tuần nào cũng khách khứa tiệc tùng thế này à? Mẹ hay cằn nhằn quá, con đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Chết rồi, sắp muộn giờ rồi. Ăn sáng đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đó. Lại phở gà hả mẹ? Hôm qua cũng phở gà rồi. Ừ, đâu có, cả tháng nay bây giờ mẹ mới lại nấu phở gà đó chứ. Trời ơi, sao mình lại nhớ như in là hôm qua mẹ đã nấu món này nhỉ? Rõ ràng là thế mà. Hay là tối qua say quá nên mình nhầm? Mẹ ơi, con đến ăn sáng với anh em trong công ty kẻo không kịp nữa. Mẹ cứ ăn đi nhé. Lại là cô ấy, cũng với chiếc váy vàng, cũng với khung cảnh này. Trời ơi, mình điên thật rồi. Là mẹ gọi. Chẳng lẽ lại... Alo, con đây ạ. Tối nay con có về ăn cơm không? Mẹ đi chợ rồi, toàn những món con thích đấy. Ừ, mẹ ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Ngày 17 tháng 7 con à. Lại là ngày 17 tháng 7 ư? Tại sao hôm qua là ngày 17 tháng 7? Hôm nay cũng là ngày 17 tháng 7 vậy. Thật kỳ lạ và điên rồ hết sức. Cầu trời sáng mai dậy mọi thứ sẽ bình thường. Ta là vị thần thời gian. Có thể cậu không tin điều này, nhưng kể từ nay, cuộc sống của cậu sẽ mãi chỉ dừng lại và già đi ở ngày 17 tháng 7 năm 2016. Đó là sự trừng phạt cho sự vô tâm của cậu đối với mẹ mình bấy lâu nay. Những ngày qua, cậu đã phí phạm quá nhiều thời gian ở bên mẹ của mình. Trời ơi, tôi phải làm thế nào? Tôi phải làm thế nào để thoát ra khỏi ngày này? Ông không nói cho tôi biết ư? Thôi thì khỏi đi làm, ngày nào cũng như ngày nào rồi. Ăn sáng đi con, hôm nay mẹ nấu phở gà đó. Chẳng mấy khi con trai mẹ ăn sáng ở nhà. Ừ, mẹ ơi, tay mẹ làm sao thế ạ? Hôm nọ nấu ăn, mẹ không cẩn thận nên bị đứt tay. Con ăn tương ớt không? Để mẹ lấy cho. Mẹ, chân của mẹ sao thế? Hôm nọ mẹ đi khám, bác sĩ bảo mẹ viêm khớp nhẹ. Bác sĩ cho uống thuốc nhưng mà thuốc đắt quá.
Mẹ đang gửi bà Tư ở quê mua hộ thuốc nam rồi. Sao mẹ không bảo con đưa đi khám? Con có tiền mua thuốc cho mẹ mà. Con mới chuyển đến chỗ làm mới nên tập trung làm việc. Đưa mẹ đi làm gì? Mất ngày mất buổi. Mẹ tự đi được. Công việc của con tốt là mẹ vui rồi. Mà Nam nè. Dạ, mẹ cứ nói đi ạ. Thỉnh thoảng con có thể sắp xếp ăn cơm ở nhà vài ba bữa được không con? Mẹ ăn cơm một mình hoài buồn lắm. Mẹ, con xin lỗi, con vô tâm quá. Từ giờ ngày nào con cũng sẽ về ăn cơm tối với mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé. Ngày hôm nay đã trôi đi thật khác, nhưng ngày mai vẫn là ngày 17 tháng 7. Mình phải làm gì đây? Cậu đã biết cách làm thế nào để cuộc sống trôi đi thật sự ý nghĩa rồi. Hãy trở về nhịp sống bình thường của mình đi nhé. Sáng nay mình ăn gì hả mẹ? Bánh mì trứng con à. Thích quá. Món mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Bây giờ lại biết nịnh mẹ nữa cơ đây. Tình yêu cao thượng. Alo. Đức hả? Rảnh không? Đi cà phê đi. Hôm khác nha, hôm nay bận rồi. Bận gì thế? Nghe giọng ông có vẻ hớn hở nhỉ. À, hôm nay ngày đẹp, tôi quyết định hẹn nàng đi chơi để tỏ tình. Quá, cuối cùng thì cũng quyết tâm hả? Thế chúc ông thành công nhé. Ừ, cảm ơn ông. Sao lâu rồi mà cô ấy vẫn chưa đến nhỉ? Đức, xin lỗi nhé, mình tới hơi trễ, cậu chờ mình lâu chưa? Không sao, không sao. Hôm nay có chuyện gì mà hẹn mình đi cà phê thế này? À, đúng là có chuyện muốn nói. Trùng hợp vậy, mình cũng đang có chuyện vui muốn nói với cậu nè. Chuyện vui á? Chuyện gì thế? Mình có người yêu rồi. Sao? Người yêu ư? Ừ, anh ấy hơn mình 5 tuổi, đẹp trai, con nhà giàu. Cưa mình mấy tháng rồi mà giờ mình mới chịu. Vậy sao? Vì cậu là bạn thân của mình nên mình thông báo cho cậu đầu tiên đấy. Hôm nào gặp mình sẽ giới thiệu hai người với nhau nha. Thôi đừng buồn nữa, tìm người khác là được chứ gì. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy chỉ vẫn coi tôi là bạn thân. Không hơn không kém, chỉ là mình đơn phương thôi. Biết làm sao được, tình cảm mà. Ông không việc gì phải buồn. Tôi không sao, đừng lo cho tôi. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Chúc mừng hai người, phải thật hạnh phúc nhé. Cảm ơn cậu. Mình sẽ hạnh phúc đúng không anh? Ừ, tất nhiên rồi. Một thời gian sau. Kia chẳng phải là chồng của Hương sao? Sao anh ta lại... Alo? Hương à, dạo này có khỏe không? Đức hả? Mình vẫn khỏe. Cậu thế nào? Cậu bệnh đấy à? Sao ho dữ thế? Mình chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu. Nằm nghỉ một lát là khỏe ấy mà. Thế chồng cậu đâu? Sao không bảo anh ấy đưa đi khám? Anh ấy nói đi công tác mấy hôm, có mình ở nhà thôi. Mình không sao đâu, cậu đừng lo. Đi công tác à? Cậu ăn chút cháo đi rồi còn uống thuốc, cứ nằm không như vậy sao khỏe được. Đúng là chỉ có cậu mới tốt với mình như vậy, lúc nào cũng có mặt khi mình cần. Hương này. Hả? Gì thế? Chồng cậu vẫn tốt với cậu chứ? Tất nhiên rồi, anh ấy rất tốt với tớ, tớ vẫn đang rất hạnh phúc. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Không, tớ lo cho cậu thôi. Cậu lo cho cậu trước đi,
bao giờ mới chịu lấy vợ để mình còn ăn cổ nữa. À, tớ chưa muốn, vẫn còn sớm mà. Sớm gì nữa, hơn 30 rồi đấy ông tướng ạ. Đẹp trai, ga lăng lại tốt bụng như cậu thì thiếu gì người yêu, cứ kén lắm vô. Có lẽ mình đã quá lo lắng rồi, cô ấy vẫn hạnh phúc thế cơ mà. Alo. Tớ không muốn sống nữa. Hương à, có chuyện gì thế? Sao cậu lại khóc thế? Anh ta đã bỏ tớ đi theo người khác rồi. Tớ không muốn sống nữa. Vĩnh biệt cậu. Kìa, Hương, Hương. Hương ơi, cậu đang ở đâu? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Lại là cậu à? Đồ ngốc, sao cậu khờ thế hả? Tại sao phải vì một người không yêu mình rồi hành hạ bản thân như thế? Anh ta có xứng đáng với cậu không? Cậu thôi đi, cậu có tư cách để nói mình à? Chẳng phải cậu cũng ngốc như mình sao? Mình đâu phải con ngốc mà không biết tình cảm cậu dành cho mình bao nhiêu năm qua. Mình đâu có đáng để cậu phải hy sinh như thế. Phải, mình thừa nhận tình cảm dành cho Hương, nhưng mình không ngốc. Mình không hề hành hạ bản thân vì mình đang làm điều mình muốn. Bởi đối với mình, chỉ cần nhìn Hương sống vui vẻ, hạnh phúc là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, và đó là cách yêu của mình. Nếu Hương còn coi mình là bạn thì phải mạnh mẽ lên, đừng như thế này nữa, được không? Cậu đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Thôi nào, để mình đưa cậu về. Nữ luật sư và tên tội phạm. Dạ thưa sếp, có luật sư Simon đến. Chào trung úy Brent. Chào cô Simon, rất vui được gặp cô, mời cô ngồi. Rất cảm ơn cô đã nhận lời đến đây. Được biết cô là một luật sư giỏi, vì vậy chúng tôi mời cô đến đây giúp đỡ chúng tôi về trường hợp một phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Vâng, tôi đã nghe qua tình hình rồi, tôi cũng rất lấy làm tò mò về phạm nhân đó. Đúng vậy, chúng tôi đang rất đau đầu vì anh ta đây. Anh ta là phạm nhân cứng đầu nhất xưa nay chúng tôi từng gặp. Cô biết không, chúng tôi đã dùng hết biện pháp nghiệp vụ cũng như mời nhiều luật sư đến, nhưng anh ta vẫn bất hợp tác, nhất định không hé răng nửa lời. Có thể anh ta gặp vấn đề về thanh quản chăng? Không hề có chuyện đó. Chúng tôi đã cho kiểm tra khám dây thanh quản của anh ta, kết luận là rất bình thường, mà không hề có bất cứ tổn thương nào. Hơn nữa, những nhân chứng đều cho biết anh ta vẫn nói chuyện bình thường. Có thể anh ta không thích nói. Các anh đã thử giao tiếp anh ta bằng cách viết ra giấy chưa? Chúng tôi cũng đã thử rồi, và anh ta vẫn chẳng mãi mai tương tác lại. Thật sự, tôi chưa gặp qua trường hợp nào như vậy. Hãy để tôi thử tiếp cận anh ta xem sao. Vâng, cảm ơn cô. Chúng ta đi luôn bây giờ chứ? Vâng. Phạm nhân Johnson Thomas, mời anh ra ngoài làm việc với luật sư. Đây là luật sư Simon, cô ấy sẽ bào chữa cho anh. Chúng tôi khuyên anh hãy hợp tác với cô ấy, sẽ có lợi cho anh đấy. Chào anh, Johnson. Tên anh giống như tên của một người anh họ thân thiết của tôi ngày trước vậy. Johnson này, tôi biết với những luật sư trước, anh không hề nói chuyện với họ. Nhưng hôm nay tôi đến đây, tôi hy vọng anh hãy xem tôi như một người bạn. Luật sư vào đó đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Không biết anh ta có chịu nói gì không?
Anh Johnson, tôi không biết những điều gì đã xảy ra với anh, nhưng tôi cảm nhận rằng đã có nhiều điều không vui đã xảy ra với anh trước đây. Tôi rất muốn cảm thông cho anh Johnson à. Thật đấy. Điều này là từ thật lòng tôi. John, nói với tôi đi. Tôi rất muốn lắng nghe anh. Được rồi John, nếu như anh không thể chia sẻ cùng với tôi, vậy tôi không làm phiền anh thêm nữa. Anh hãy làm những gì khiến anh thanh thản, hy vọng những điều tốt sẽ đến với anh. Khoảnh khắc đó như một phép màu. Cái chạm tay của nữ luật sư đã làm tan chảy cái bề ngoài sắt đá của tên tội phạm. Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, anh ta bắt đầu nói chuyện. Đến lúc này, anh ta mới bắt đầu kể về tuổi thơ bất hạnh. Có lẽ cái nắm tay đó làm cho anh ta thấy có đủ an tâm để chia sẻ. Cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người. Chiếc áo xanh của mẹ. Mẹ ơi. Đi học về rồi hả con? Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, con được chọn lên thành phố thi triển lãm tranh rồi. Thật sao? Vâng, chính bức tranh con vẽ mẹ mặc chiếc áo xanh đó ạ. Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Vậy khi nào thì triển lãm trên thành phố vậy con? Tuần sau mẹ ạ. À, con phải vào kể với ba đã. Ba ơi, con được đi dự triển lãm trên thành phố đấy. Ba thấy con có giỏi không? Mẹ, hôm đó mẹ cũng đến dự triển lãm nhé. Và mẹ nhớ về mặt chiếc áo xanh rất đẹp mà ba tặng mẹ đó. Mẹ nha. Ừ, mẹ nhớ rồi. Còn con sẽ mặc. Chiếc áo này cũ mà cọc quá rồi. Chiếc này chị Tâm mới cho, nhưng rộng thùng thình à. Thôi, cứ mặc chiếc áo này cũng được. Có một vết vá nhỏ thôi. Mình à, con càng lớn càng giống mình đó. Nó ngoan ngoãn và giỏi lắm. Chỉ tiếc là em chẳng thể lo đủ cho con bé bằng bạn bằng bè. Tội nghiệp đó. Mình ơi, giá như mình có ở đây. Đúng rồi. Một tuần sau. Thích quá. Vậy là ngày mai được lên thành phố dự triển lãm rồi. Mai ơi. Dạ. Con thử chiếc áo này xem. Ừ, áo mới. Lại đúng màu xanh con thích. Đẹp quá. Ừ, mẹ chuẩn bị cho buổi đi triển lãm trên thành phố ngày mai của con đó. Con có thích không? Ồ, vừa như in, thích quá. Con có áo mới rồi. Con cảm ơn mẹ. Con cất vào tủ, mai mới bỏ ra mặt mẹ ạ. Mẹ, sao lại... Mẹ ơi, có phải mẹ đã cắt chiếc áo của mẹ để may áo cho con? Thì không sao đâu con, đằng nào mẹ cũng chẳng mấy khi mặc đến nó. Mẹ không mặc vì mẹ rất quý chiếc áo kỷ niệm của ba, thế mà mẹ lại cắt ra để khâu áo mới cho con. Mẹ... Kìa con, áo mẹ có mấy khi mặc đến đâu. Với lại, quà kỷ niệm của ba con mặc nó sẽ càng ý nghĩa chứ sao. Ba mà thấy chắc sẽ vui lắm. Con gái của mẹ nín đi nào.
con vừa giỏi vừa ngoan mà chẳng lẽ phải mặc áo vá đi dự triển lãm thì mẹ sẽ buồn lắm. Ước muốn cả cuộc đời của ba mẹ là chăm lo, bao bọc con thì một chiếc áo này có xá là gì? Mẹ! Subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!